Hello, kênh Alo Chờ Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ mời các bạn cùng mình ăn cái món bánh ướt hay là bánh cuốn nha các bạn, bằng chảo. Rất là đơn giản luôn, với ba loại nhân khác nhau. Bánh thì dai, ngon nè. Cách pha bột này mình đã làm rất là nhiều lần rồi, ăn rất là ngon luôn. Mời các bạn cùng vào bếp và xem cách làm với mình nha. Rồi mình sẽ dùng bột năng là 100g. Và các bạn dùng cho mình thêm cái bột gạo dạng hạt là 150g nữa. Nếu không có dạng hạt thì mình dùng cái loại nhuyễn cũng được. Nhưng mà mình thấy cái dạng hạt á, thì ăn nó dai ngon hơn á. Rồi mình cho hết cái phần bột vô tô luôn. Rồi các bạn cho vô chút xíu muối. Rồi mình sẽ cho vào đây 600ml nước, nước lọc. Và các bạn khuấy cho bột nó tan đều. Rồi khi bột tan thì mình sẽ để ở đây ít nhất là khoảng nửa tiếng nha các bạn. Rồi trong lúc chờ bột thì bây giờ mình sẽ đi làm phần nhân. Đây là cái bông hẹ nè các bạn, hẹ nhà mình trồng á. Cái bông rất là đẹp luôn á, một cái bông mà nó nở ra được khoảng mười mấy cái bông nhỏ nhỏ luôn á. Đó, một chùm vậy nè. Đẹp quá à. Bây giờ mình sẽ dùng cái hẹ này là một nắm nè, rồi hành. Rồi mình dùng thêm ngò rí, hành nè, hành củ, hành lá, rồi củ cà rốt. Và nhân ở đây mình sẽ có là tép. Tép này thì mình dùng là 200g nha các bạn. Phần thịt thì mình cũng sẽ dùng 200g. Rồi đầu tiên thì bây giờ mình sẽ đi cắt cái hành này. Cái hành này á, là mình cắt xong rồi mình đi phi cho nó vàng á, để một chút mình ăn với cái bánh ướt, bánh cuốn này nè, cho nó ngon đó. Các bạn có thể cắt nhỏ nhỏ hoặc là mình bào mỏng. Rồi tới cái phần tỏi thì mình sẽ băm cho nó nhuyễn luôn, để mình cũng phi luôn. Rồi tỏi nhuyễn rồi, bây giờ mình sẽ cho nó qua vô cái dĩa rồi mình để đây. Cái cà rốt này các bạn sẽ bào sợi cho mình. Mình sẽ bào sợi như này cho nó nhanh á. Rồi bào xong rồi các bạn cho vào đây một muỗng muối. Rồi mình cho nước vô. Cho muối với nước á, thì các bạn bóp bóp vô rồi mình để đây ha, mình ngâm. Mình ngâm với nước muối vậy nè. Rồi cái phần hẹ thì mình cũng cắt luôn. Mình sẽ cắt khúc nhỏ nhỏ. Cái hẹ này nè nó thơm lắm các bạn. Mà mình ăn nó mát nữa, nó giải độc cho cơ thể á. Rồi các bạn cũng cho vô thêm một muỗng muối cho mình. Rồi cứ tương tự mình cho nước vô. Rồi mình sẽ bóp, bóp sơ sơ vậy đó. Rồi mình cũng để đây mình ngâm, ngâm với nước muối cho nó dịu lại nha các bạn. Rồi cái củ hành này á, thì mình sẽ dùng nửa củ thôi, tại vì cái củ hành này nó cũng lớn nè. Rồi mình sẽ cắt hạt lựu nhỏ nhỏ. Rồi cho hết vô cái dĩa ha các bạn. Rồi mình rễ đây một chút nữa mình sẽ dùng sau. Và đây là hành lá mình cũng cắt nhỏ nhỏ chung với ngò gí nè. Rồi cái phần này mình ngâm nước muối rồi, bây giờ các bạn sẽ vắt. Vắt rồi mình xả lại với nước. Mình bóp á, cho nó dịu lại á. Rồi mình cứ bóp hai tô luôn rồi các bạn xả lại với nước cho nó hết chất muối. Rồi xả xong rồi á, thì các bạn sẽ vắt nó lại cho nó ráo nước.
mình dắt nó ráo nước á, thì lúc mà mình xào nhân nó không có bị ra nước á các bạn. Rồi đây đó, cái phần tép này 200g thì mình sẽ lột. Ở đây á, là mình lột cái phần vỏ nó ra hết luôn. Rồi các bạn cho nó vô cái dĩa ha. Rồi tương tự thì mình lột hết 200g tép. Rồi bây giờ mình sẽ băm nhỏ nha các bạn. Mình sẽ băm cho nó nhỏ nhỏ đó, để mình xào nhân nó ngon. À, thường thì người ta sẽ xào nhân củ sắn, nhưng hôm nay mình biến tấu chút xíu nên có được 3 loại nhân khác nhau, ăn sẽ ngon miệng hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vô cái chảo nè. Bây giờ các bạn sẽ phi hành nè. À, lúc phi hành thì các bạn nhớ mình phi với lửa nhỏ thôi nha, để hành nó không có bị khét á. Mình cứ phi từ từ đến khi nào nó vàng là được. Rồi hành của mình đã vàng rồi nè các bạn, tắt bếp ha. Rồi mình cho nó ra cái gay liền để không thôi, còn cái dầu á, nó sẽ bị đen á. Rồi mình để đây. Tiếp tục mình cho dầu và tỏi vô, mình sẽ phi thơm và mình xào nhân. Mình sẽ cho thịt vô, thịt này là 200g, mình sẽ chia ra làm hai phần. Mình cho một phần vào mình xào trước. Và với một phần này thì các bạn sẽ xào cho nó rời rời ra đó. Rồi mình cho cái củ cải vô. Cho cái củ cải vô rồi mình xào cho nó chín luôn nha các bạn. Vậy là cái củ cải của mình đã ngâm muối rồi á, thì nó không có bị ra nước. Rồi mình sẽ nêm vào đây chút xíu bột ngọt và chút xíu muối. Hoặc là các bạn có thể nêm chút xíu hạt nêm. Mình nêm làm sao cho nó vừa cái miệng thôi à. Bởi vì cái phần nhân này mình không có cân được là cái củ cải bao nhiêu á. Rồi bây giờ nó chín rồi, các bạn cho hành vô rồi mình cho nó ra cái dĩa cái tô gì luôn. Và tương tự thì cái phần thịt còn lại thì mình sẽ xào cái hẹ nha. Hẹ này mình cũng ngâm muối nên không có ra nước, các bạn cứ xào cho nó chín là được. Hẹ thì rất là nhanh chín, mình chỉ cần xào qua lửa sơ thôi, rồi mình nêm nếm là chín rồi. Tương tự mình cũng nêm chút xíu bột ngọt và chút xíu muối. Rồi mình cho nó ra cái tô luôn. Rồi tiếp tục các bạn cho cái củ hành nãy mình cắt hạt lựu vô nè. Mình sẽ xào cái phần này thì mình sẽ xào với tép cho nó thơm, rồi mình cho tép vô. Đây các bạn nhớ cái xào lúc nào thì mình cũng sẽ xào với lửa lớn nha, cho cái thịt nó mới săn lại á. Đây nó đã săn lại nè các bạn. Rồi mình sẽ nêm vào đây luôn. Các bạn nhớ đừng có nêm mặn quá nghe, mình nêm lẹt lẹt thôi à. Cho hành vô rồi mình tắt bếp luôn. Mình chỉ nêm chút xíu thôi à. Rồi cho ra cái dĩa luôn nha các bạn. Rồi cũng mình đã hoàn thành 3 cái loại nhân rồi đó. Giờ mình cho vô chút xíu tiêu. Rồi cái phần bột nãy giờ mình để cũng hơn nửa tiếng rồi nè. Các bạn có thời gian á, mình để á, lâu á, thì cái bột, cái bánh của mình á, nó dai ngon lắm. Rồi mình đây là cái dầu hành nè, các bạn cho vào đây một muỗng canh đầy. Rồi mình sẽ khuấy đều. Và cái chảo thì mình thoa dầu ăn một lớp mỏng nè các bạn. Rồi mình để lửa nhỏ.
và các bạn cho bột vô. Mình sẽ nghiêng cho cái chảo nó đều bột nè. Rồi mình đậy nắp lại, các bạn đậy nắp lại khoảng chừng chút xíu thôi ha. Rồi mình quét cái này cho nó có dầu ăn á. Đó, mình xay lại nè, khoảng chừng 15 giây thôi à là nó chín rồi. Rồi mình úp ngược nó ra. Đó, mình được một cái bánh ướt rồi nha các bạn. Tiếp tục mình cho vô một giá bột nữa và mình nghiêng cho nó đều. Rồi mình đậy nắp lại. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn nè. Bánh này á, thì ngày xưa thì làm bằng cái khuôn. Làm bằng cái khuôn thì rất là cực. Mình phải cho khuôn vô nước sôi nè. Bây giờ mình làm bằng cái chảo rất là đơn giản luôn. Mình sẽ có một cái bánh ướt hay là bánh cuốn ăn. Đây là cái bánh thứ hai. Rồi các bạn cứ cuốn tiếp cái phần nhân. Mình sẽ thoa một lớp dầu ăn nha các bạn, để cho cái bánh của mình nó được bóng á. Đây là cái nhân tép nè các bạn. Rất là ngon ha. Rồi đây là toàn bộ cái phần bánh ướt nè các bạn. Bánh cuốn mình cuốn được bao nhiêu đây nè, rất là nhiều luôn á. Cái này mình ăn được nhiều người lắm luôn. Rồi đây là nước mắm nè, hôm trước mình có chia sẻ rồi đó, nước mắm sánh kẹo và để được lâu. Cái này mình cuốn hay mình chấm vô nước mắm này ha, ngon lắm luôn các bạn. Còn đây là cái dưa chua đu đủ nè, mình mới vừa làm ở video trước luôn. Wow, một mâm bánh ướt nha các bạn. Bánh cuốn với ba loại nhân khác nhau, tôm thịt, rất là đẹp mắt ha. Với ba màu khác nhau luôn, một mâm bánh rất là thèm luôn. Rồi bây giờ thì nãy giờ mình làm cũng mệt rồi, bây giờ đây là lúc mà mình thưởng thức thôi. Mời các bạn nha. Làm cực thì mình ăn rất là ngon. Cho rau sống lên nè. Cái này các bạn có thể ăn với giá trụng hoặc là dưa leo cũng được nữa. Nhưng mà hôm nay mình ăn cách khác, mình sẽ ăn với rau sống. Và cái bánh ướt của mình ha, nó có cái độ dai ngon nè. Phần nhân thì rất là vừa miệng luôn á. Chấm vô nước mắm chua chua cay cay nữa, rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ ăn với rau sống và mình cuốn. Cái bánh này các bạn có thể ăn với cái bánh bánh gì? Bánh cống á các bạn. Bánh cống chiên á. Mình xắt vô giòn giòn ăn cũng rất là ngon. Rồi mình sẽ cuốn và mình chấm. Hôm nay mình sẽ ăn theo cái kiểu mới. Không có cắt ra và ăn với rau cải. Wow, ngon lắm luôn á. Cái bánh này ăn trừ cơm luôn nha các bạn. Có bột nè, có nhân nè, ăn trừ cơm luôn á. Rồi nếu như các bạn có thích cái món bánh cuốn hôm nay của mình thì hãy vào bếp và làm thử để cho gia đình thưởng thức. Mình chúc các bạn ăn thật là ngon miệng luôn. Bây giờ thì mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu các bạn có yêu thích cái kênh của mình thì vui lòng bấm like video nè, đăng ký kênh nha các bạn, để khi mình ra video mới các bạn sẽ nhận được và xem ủng hộ mình. Xin cảm ơn rất nhiều.